em cũng xin nói nốt cái ý của em hồi nãy, tức là nhờ có năm cái hiệp định Paris năm 73 mà cứu được hàng triệu người, có thể hàng mấy triệu người của hai bên không chết oan uổng về cuộc chiến tranh nó vô nghĩa với dân tộc ta. Ý anh muốn tiếp em dạ. là dạ. Cái hiệp định Bể Ma là một cái cột mốc lịch sử quan lịch trọng, sử dạ dạ và nó dính liền vào cái đời sống nhân dân Việt Nam mình bây giờ. Bởi vì dạ. có đó cho nên chúng ta hiện giờ Nam Bắc Trung luôn, chứ không dạ, phải dạ. có nghĩa là dạ, đó dạ. vẫn là một cái gì đó mà thiêng liêng, mình nói dạ một dạ gì đó. Bởi dạ vì có đó cho nên chúng ta đang hiện giờ mới còn ngồi đây mới gặp nhau. Dạ đó, chỉ vậy. Dạ có cái hội hội đàm Paris với có cái hội ngộ của anh em hôm nay, mà có cái hội đàm Paris cứu hàng triệu người người dân trên đất nước Việt Nam mình không phải hy sinh cho cái cuộc chiến tranh nó vô nghĩa. Mà tại sao nó vô nghĩa? Bởi vì nó, do các cường quốc áp đặt vào, chúng ta Đúng gọi là rồi. vô nghĩa. Đúng Đúng rồi, rồi. nó như vậy. Cứu hàng triệu người, đây là một cột mốc son lịch sử đất nước mà không bao giờ chúng ta quên. Có cuộc Đúng hội rồi. đàm Paris với có năm Cái này 75 mà á, có năm 75 mới có ngày hôm nay. ý anh muốn nói điều là nếu cái Dạ. đòi hỏi tao lập đi thì tao nói là người dân Mỹ đã minh chứng cho cái điều chính nghĩa là không chính nghĩa điều rồi. Bởi vì khi chiến Dạ. tranh đổ ra thì người dân của Mỹ, đó là nhân dân của Mỹ nha, họ có những cái sự biểu tình rất là khủng khiếp mà ở trong chiến Dạ. tranh thế giới chưa có một đất nước nào mà như chiến tranh Việt Nam cả. Cái điều đó minh Dạ. chứng cho cái người cái cuộc chiến tranh Việt Nam mình là chiến tranh phi nghĩa rồi, mình không cần phải bàn Dạ. cãi nữa. Cái điều đó là Dạ. cái người bản địa, cái người bản xứ, người nước Mỹ, người dân chúng nước Mỹ đã biểu tình chống chiến tranh Việt Nam như thế nào thì mà tất cả mọi người đều biết rồi, ở đây không miễn bàn. Dạ. Miễn Dạ. bàn đừng có xỉa xói, đừng có bôi móc, bởi vì sao, ở đây là người Mỹ đã xác nhận điều đó, đúng chưa? Và những người Dạ. cựu quân nhân của Mỹ khi trở về nước chẳng có được chào đâu. Dạ. Và thứ hai nữa là những người đó hiện bây giờ vẫn còn những người bị bệnh bệnh về cái hội chứng chiến tranh Việt Nam, Dạ. những cựu quân nhân đó. Thì thôi tao không, mình không bàn nữa, mình chỉ bàn chút chút về cái hiệp định Paris. Và tao thì tao hồi với tao nói về rồi, tao với bữa là coi như không biết gì cả, bởi vì lính nói thẳng Nó là không biết gì em cái đó. em cảm thấy này này, cái đau đớn của dân tộc ta mà cái bằng chứng mà họ không nhìn ra, chỉ có một số người như anh Phượng nhìn ra. Ví dụ đi, họ dựng lên cái chính quyền Việt Nam hòa, bản thân ông cụ Diệm thì người ta cho sống lên lúc giờ thôi, không cho sống nữa. Còn bản thân cụ Thiệu sang bên họ không cho một cái nhà, lương không cho, thôi ít nhất không cho ông một cái xe, một cái nhà. Thậm chí chạy đến Đài Loan, xong rồi chán ông chạy ra Anh, xong rồi cuối đời chạy Mỹ, họ không cho cái gì cả. Thì hỏi người dân Việt Nam hòa, như các anh với dân tộc Việt Nam thì trông gì người Mỹ? Anh công nhận em nói như vậy với vậy, hai anh em có phải không? Đang nhà tầm có ông Thiệu, ông ngang lúc giờ ông ngồi ngang nước trơn, thì ông bị thất thế thì người ta mới đón ông sang tận Mỹ Đúng rồi, ngay ngày giờ đầu tiên, họ mới cho đúng ông rồi. một cái biệt thự chứ. Anh Dạ. ngắt lời em chút xíu à, Phan. Dạ. Cái tập quán của người Mỹ nó buồn cười, cho là họ rất là sắt đá và họ giống Dạ. kiểu như là Ý, 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 ý. nó Đúng nhưng rồi. mà mình nói thật Đúng với rồi. là ngày bữa hôm nay mày làm thượng tướng hoặc là trung tướng hoặc là tư lệnh, nhưng mà khi mày không có chức nữa, ngày mai mày là một thường dân, nó coi mày như rác. Có nghĩa là như vậy, họ phủ phàng có một cái ông ở bên Pháp và ông đó là trung tá pilot, kia là ông lái 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 máy bay đó. Thì ổng mới khi ổng đáp xuống cái địa thất hạm đội thì cái thằng hợp bảo cái thằng lính của bình thường của Mỹ thôi, nó tới nó bắt đầu nó yêu cầu nó chào cái cục, nó gửi lon không liền, nó gửi lon, nó lột sắc phục không quân của ông ra tại chỗ, và nó lấy sơn nó xịt nó bôi hết tất cả những cái mà huy hiệu trên cái máy bay đó. Thì Em ổng nghĩ là chắc dạ. ổng Dạ. ông nghe, ông hiện giờ ông định cư bên Pháp, và ông nói ông rất là nhục nhã, và ông nói là ông không bao giờ ông qua nước Mỹ để ông sống, và ông để đang định cư bên Pháp. Ông cũng là một thuyền nhân, ông là một người chạy trốn khi mà bị bắt vào mà để mà giải phóng miền Nam, thì ông cũng là người giữ bao người khác thì đúng. Thì cái ông đó ông đã lên đài, ông đang không bị đường phỏng vấn á, thì ông rất là thù Mỹ và ông rất hận Mỹ, bởi vì nó coi ông như là một ông rác. Thế là khi anh bước xuống sân tới để chưa vào đất liền nha, tới đã xuống sân bay, xuống cái để nó hâm độ, nó lột lon ông rồi, nó lột quần áo của ông và ai đó đi xin số giống y chang như bao mọi người dân đi thì đang trên nằm đang ngồi chờ trên đường độ ra để đeo bám rồi, không thằng nào cả, nó là như vậy đó. Cho em nói nốt ý của em rồi tập khách mời nói sau. Tức là tại sao những người người cán bộ cấp cao với cấp trung
của Việt Nam Cộng Hòa sau khi người ta thất thủ, người ta không nói nữa, bởi vì cái nỗi nhục tăng lên người ta biết, nhưng hậu duệ sau này nó không biết. Em ví dụ như này này, cái tàu mà nó đưa rước cán bộ trung cao cấp sang Philippines mới cách gần bờ 3 cây số, nó dừng lại, nó thu hết vũ khí, nó bắt lột đồ ra, đưa đồ khác mặc, không mặc đồ lính nữa, nó lột nó lon ra, nói từ giờ phút này các ngài chỉ là người dân bình thường thôi. Đúng rồi. Nó mới cho vào bờ. Đấy là cái nhất. Cái hai nữa là đi ăn cơm, đi sắp hàng thì giống như nhau, không có ai là lính, không ai là tướng cả. Dạ. Là cái nhất. Cái hai nữa là như như cụ Thiệu và cụ Kỳ, đáng nhẽ những người mà ngang cấp bậc như vậy sang bên nó cho cái cụ cái nhà cái xe, đây nó chỉ cho sang sống nhờ nước, nó làm ăn không cho một cái gì. Bà Ngọc Mai, vợ của mẹ của ca sĩ Cao Kỳ Duyên đấy, rồi vợ của phó tổng thống Cao Kỳ sang bên là đi làm thuê ngay từ ngày đầu tiên, mang tiền sang bên nó sinh sống đi làm thuê ngay từ ngày đầu tiên. Vậy cho nên là cái cuộc chiến ở Việt Nam, chúng ta nhìn nhận lại, nếu một người mà hiểu về lịch sử, những người mà hiểu về cái danh dự dân tộc nó rất là đau khổ buồn, nhưng mà trước thay một số cái hậu duệ bây giờ nó cứ cho là nó là chính nghĩa, nó là số 1, nó là bạn của người Mỹ. Nhưng người Mỹ họ đâu có gọi họ là người bạn đâu anh. Không, không, em có ý kiến vậy thì dạ, em nhường cho anh với bạn là bạn mới lên. Em chào anh Cầm nha, em chào anh rồi. Phượng, em chào anh Chu Phan. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Dạ nơi Nha Trang anh. Nơi Nha Trang. Dạ em ở Nha Trang anh Cầm ơi. Bởi vậy tập Cận Bình tôi sợ quá, tôi tính chạy mất. Có gì đâu tập Cận Bình anh. Em đang trông mong anh lần này anh về Việt Nam rồi anh đi du ngoại, đi Nha Trang chơi chuyến coi cái thành phố Nha Trang nó sao nhé. Để rồi, anh về anh còn mày bỏ đạp kỳ này ta sẽ đi phượt Nha Trang mà được chưa. Anh mới về Nha Trang rồi em sẽ tiếp đón anh chứ có gì đâu, cái chuyện đó bình thường. Rồi, ok. Rồi em nói đi, em nói đi, chuyện tình cảm về. Tất nhiên là cái cuộc kháng chiến thì tất nhiên đất nước mình nó trải qua là tính ra là 3 cuộc kháng chiến chứ không phải 2 cuộc đâu. Tại Diệp là 4 cuộc rồi đó, gọi là 4 cuộc. 4 cuộc kháng chiến á, chứ đâu, đánh nha. À, Pháp đuổi Nhật rồi đánh Mỹ rồi rồi giải phóng Campuchia rồi Tàu không, nhưng mà riêng hôm nay là nói về tại sao nó liên quan đến cuộc tranh chống Mỹ, phải nói về hiệp định Paris năm 73 em ạ. Rồi em nói Nên là na vì tại vì sao nếu mà có về hiệp định Paris thì có lẽ tất nhiên là người dân mình bây giờ mới được sung sướng tới ngày hôm nay chứ đấy, có... đấy. Người dân mình đấy. Được sung sướng tới hôm nay. Chính xác. Tại vì có ông cha ta đổ máu ra thì mới có hiệp định Paris mà mới có 1973 cho nên là người dân mình mới được sung sướng tới ngày, chứ nếu mà không có hiệp định Paris thì người dân mình nó khổ. Nè nghe anh nói nè, tập anh Du Phan nghe nói nè. Ba là người lính khác chiến tuyến chứ không phải là quân tiến. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ta phải hiểu chuyện và ta hiểu sự đời và ta hiểu được quốc gia và lấy cái chung của đất nước làm trọng. Ý tao nói cho mày nghe, ở đây có điều này, mình phải hiểu được phân biệt thế nào là đúng và thế nào là sai. Có nghĩa là như vậy là mặc dù ta mặc áo lính Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà cái điều đó ta không buồn nhắc lại, mà ta chỉ hiểu là những người đi qua nước Mỹ và những kiều bào đi qua nước Mỹ hoặc các nước khác cũng vậy thôi. Phải hiểu được cái bản chất sự thật cuộc chiến tranh Việt Nam là như thế nào. Mày hiểu không? Có nhiều người họ không hiểu, họ không, nói chung là họ không cần biết, là bởi vì sao họ có một cái sự thù hằn giống như ta nói mèo nãy đó. Cái ngày xưa là con ông cháu cha, cho nên vì đó họ đã ở trên lưng voi rồi, bây giờ bắt ta xuống ta bò ta không chịu. Đó là bởi vì sanh năm có sự tức. Ý ta muốn nói như vậy, tao khác hơn người ta ở chỗ là tao không biết, tao đi tò dò, tao đi tìm cho bằng ra chuyện thật vậy thôi. Còn có nhiều người được đánh cần thèm biết, tao mất ăn là tao tức là tao chửi thôi, tới đẻ thì đó là những cái thứ cuồng mà tao không có muốn bàn tới. Họ tìm mọi đủ lý do, từ cống rãnh mương rau muống rau, nói chung là cái gì họ cũng xỉa xói, là tao rất là ghét cái điều đó. Mà bởi vì họ không hiểu được sự thật và họ không hiểu được cái bản chất của xã hội Việt Nam là như thế nào đó. Điều đó tao muốn lên án và tao muốn nói về nghe là cái gì mà xảy ra trong chiến tranh Việt Nam cũ rồi mình nhắc lại để mình làm, mình đó giống kiểu như là mình cái dấu ấn mình mừng cho dân tộc, mình mừng cho đó, dân tộc ta là đúng rồi, đã rất nhiều người. Cái thứ hai nữa là gì,
nơi bây giờ đất nước Việt Nam mình nói thẳng một câu nó quá ư là đẹp. Ở đây mình không nói là ta không khen, nhưng mà ở đây là báo chí nước ngoài khen và những khách đi du lịch ở nước ngoài về Việt Nam khen. Có nghĩa gì? Người ta không ngờ với một thời gian rất là ngắn mà Việt Nam phát triển cỡ đó. Mình nhớ kỹ mất cái 20 mấy năm nha. Trong khi đó các nước phương Tây như Mỹ đây 270 mấy năm, gần 300 năm mà nó vẫn còn có những cái sự nhếch nhác. Mình thấy rõ ràng biết bao nhiêu đứa đưa lên rồi, đường phố như thế nào, homeless như thế nào, không, nó tàn nát, nó cũng là đầy dẫy những sự tệ nạn. Nó xảy ra những chuyện, thậm chí Tết Nguyên Đán của mình mà người Việt mình vẫn xả súng bên này, mình đã biết rồi, tất cả đều biết cả. Trong khi đó nó bị thanh bình, yên ổn, làm ăn, hưởng một cái Tết hầu như là nếu những người kiều vào nước ngoài không về nước được như tao, nước miếng nó chảy ra, nó thèm cỡ đó gì đấy. Và có số lượng khách, cái sự lượng khách mà kiều vào nước ngoài về nó chiếm đến một cái mức độ là khủng khiếp. Một ngày mà 160.000 người về, cái kinh khủng không? Thằng cháu, thằng con nuôi ba ở nó là ở ngoài ngoài hải quan tỉnh ở Đà Nẵng, nó nói một ngày nó xuống sân bay 150 chuyến ở ngoài Đà Nẵng. Dạ, kiều bào về đấy. Kiều bào ta về. Dạ, dạ. Nói như vậy đấy chứ, ở đây minh chứng là minh chứng đúng sự việc, đúng sự thật, đúng con người. Chứ không có nói cái miệng xu giống tụi như tụi nó. Ồ, phải nói thậm chí cái gì nó cũng chê, cái gì nó cũng chê. Mà tao quải cái vụ đó, tao không bàn cái chuyện đó. Mà ta chỉ bàn là những cột mốc của lịch sử mà đã, Việt Nam mà đã từng trải qua. Và cái dấu son đó làm cho chúng ta hiện giờ đang có mặt. Bởi vì nếu không có cái dấu son đó, không có cái hiệp định đó, chắc gì ta ngồi tôi nói chuyện bây giờ đi tụi bay, mà chắc gì tụi bay sẽ ngồi nói chuyện được với tụi ta. Đó là cái hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đây ta nói này nghe là không thể nào nói bằng lời, và không có tiền bạc nào mà mua được. Nào tao đã từng nói mà, cái ngày 30 tháng 4 mày bỏ núi kim cương đồ tao mua bán, tao cũng đéo bán. Rồi bởi vì cái điều đó là cái điều hoàn toàn hợp lòng dân. 100 triệu dân ngay bây giờ ai cũng đồng ý cả. Thế mà thôi mày thử nghĩ đi. Đời thử nghĩ, bây giờ thí dụ như cái hiệp định không có đi, tạm thời đi. Không lẽ tao đi ra Bắc, tao phải xin cái bát bò à? Tao đi ra miền Trung, tao chơi, tao phải xin cái giấy dùng bát bò thôi đi à? Mà thấy không? Nó tan nát từ xưa. Nhìn qua phía bên kia đi. Bắc Hàn Nam Hàn đi. Có bằng lượng Việt Nam mình không? Mà Việt Nam mà đã có trước đi 50 năm rồi. Cùng một tiếng nói, Nam Hải Bắc Hàn nói tiếng Hàn cho nó tiếng gì? Không có, không lẽ nói tiếng Anh, đúng không? Cùng một dân tộc, cùng một ngôn ngữ mà không lại gần nhau được. Bàn môn điếm ngày xưa mỗi năm cho mấy ông bà già gặp nhau ôm khóc thấy mẹ luôn đó. Mẹ uống vậy không? Nói chi em thì Trung Quốc cái Đài Loan thôi nè. Đâu mà thấy rõ ràng không? Có được giống như Việt Nam chưa? Chưa thống nhất được đó. Việt Nam mình là một hình mẫu mà tất cả các nước mà thuộc gì đang còn phân chia đó, họ thèm dãi nước miếng luôn. Nó thẳng là vậy. Họ ao ước được như Việt Nam. Bằng cách đó, bằng cớ, bằng chứng là tất cả những cuộc biểu tình lớn trên thế giới này đều có lá cờ Việt Nam trong đó. Mà người không có người gì cầm, mà tay nó cầm không à. Có nghĩa là nó muốn nói là cái ngọn cờ đầu của cái phong trào mà giành quyền hay đại khái nữa, nó biểu tình bởi vì công đoàn thất nghiệp hay cái gì đại khái, tiền lương lên không lên thì tạo pháp như vậy. Anh thì có cái lá cờ Việt Nam một quà gì Việt Nam của mình, từ đó thì anh làm đó. Mình mới hiểu được tầng tự, nó có nhiều cái mà tôi nó chửi rất là bậy bạ. Anh cảm nói đúng đấy, em cho em thêm tí về cho nó sinh động. Tức là các cuộc biểu tình dân sinh đòi hỏi quyền tự do ở các nước thế giới giờ vẫn có leo nguyên vài lá cờ Việt Nam trong đó. Mặc dù chuyện đội bộ nước họ tự hào hơn vậy đó, mình phải hiểu tự hào mà mình hỏi lý do tại sao có cái tờ đó à, vì noi gương mà noi gương dân tộc ta mà noi gương đúng rồi đúng không, noi gương đúng rồi. Mình phải chấp nhận sự thật cũng giống như kiểu vậy đúng rồi. Nó hay bây giờ mình bữa hôm nay thì mình nó lạm bài chút xíu, nó hơn bài chứ, tức là nó hay chửi chế độ của Việt Nam mình, nó hay chửi tất cả những lãnh tụ của Việt Nam. Nhưng mà ta hỏi tụi bay thử một cái điều gì, có một lãnh tụ nào trên thế giới mà được 20-30 nước dựng tượng và đặt tên đường không? Dạ đúng mày rồi, trả lời cho tao biết đi. Chẳng hạn như là
Washington DC, ông mình sáng lập ra nước Mỹ ngày nay, ông Washington nước Anh rồi thử là nước Anh đó, nữ hoàng Anh đó có được đặt nữ đặt hết cái đường của các nước khác không, có dựng đúng rồi không? Đúng rồi, mà riêng Bắc Hồ lại được mấy chục nước đựng tượng đặt lên, trong đó có nước cựu thù như Anh, Mỹ, Pháp rồi, đều có tên người đều một, mày cho tao một cái lý do đi, mày cho tao một cái lý do đi. Mày thử coi ngang hàng được với ông kia không, thì tao là người dân thú gì cả, nhưng mà tao biết thực chất là như vậy, cứ đếm số tượng và tên đường của trên thế giới thì người nào hơn người nào là mày biết liền, đừng có mô bác đó, bởi vì mô bác rất là vô lý. Bởi tao nói rồi, nó rõ ràng rồi, khi nói chuyện với tao là phải đưa ra lý thuyết bằng chứng sự thật, hình ảnh, tư liệu, và có những cái thậm chí cũng đưa Liên Hiệp Quốc vô luôn, đưa UNESCO vô luôn cũng được, phải nói như vậy, chứ đừng có nói cái miệng suông thức là chửi ở đại kia, tao không khoái cái gì đó. Và thằng nào nói chuyện đó tao là tao đá xuống liền, tao rất là ghét gì đó, bởi vì anh không anh không có lý luận nè, anh không có kiến thức nè, anh không có chính kiến này, nói là không mẹ gì chứ bà ơi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh Phượng và anh Cầm rất nhiều nhá. Cảm ơn anh chị em cũng diễn đàn nhá. Rồi rồi hai có chào khán giả đi. Ô tô chạy mà đó gì. Rồi chào mọi người. Rồi chào các anh nhá, chào các bạn nhá, chào các nhà. Rồi.